Không như bún bò Huế, bún Thái có vị cay nồng, vị chua thanh và vị ngọt của hải sản rất đặc trưng. Nghe đến tên bún Thái, có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy lạ, nhưng thực chất đây là món ăn được biến tấu từ lẩu Thái nổi tiếng. Trong bát bún Thái, ngoài nước dùng chua cay đặc trưng của lẩu tôm Yun, thực khách còn có thể nhận được các thành phần quen thuộc khi ăn lẩu như tôm, mực, bò, nấm rơm, rau muống, da đỗ, v.v. Khác với bún bò Huế có vị cay xé lưỡi hay bún mắm có vị nồng đặc trưng, bún Thái đơn giản với hai vị chính là cay và chua. Nước lèo được chế biến theo công thức riêng để vị chua cay phù hợp với người Việt, vừa giữ được vị chua ngọt đặc trưng của ẩm thực Thái Lan. Dù đã đến được chế biến cho hợp khẩu vị của người Việt nhưng bún Thái vẫn không thể thiếu được gói gia vị dùng để nấu bún, lẩu Thái, tạo nên một hương vị đặc trưng riêng biệt. Bún Thái với những con tôm đỏ chín tươi, thịt bò, mực ống cùng nước lèo đậm có màu vị chua cay và hơi nồng. Bên cạnh đó, bún Thái này bạn có thể đến với quán ngay đầu cổng chợ Hồ Thị Kỷ, bán từ lúc 2 giờ chiều đến 3 giờ. Không như bún bò Huế, bún Thái có vị cay nồng, vị chua thanh và vị ngọt của hải sản rất đặc trưng. Nghe đến tên bún Thái, có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy lạ, nhưng thực chất đây là món ăn được biến tấu từ lẩu Thái nổi tiếng. Trong bát bún Thái, ngoài nước dùng chua cay đặc trưng của lẩu tôm Yun, thực khách còn có thể nhận được các thành phần quen thuộc khi ăn lẩu như tôm, mực, bò, nấm rơm, rau muống, da đỗ, v.v. Khác với bún bò Huế có vị cay xé lưỡi hay bún mắm có vị nồng đặc trưng, bún Thái đơn giản với hai vị chính là cay và chua. Nước lèo được chế biến theo công thức riêng để vị chua cay phù hợp với người Việt, vừa giữ được vị chua ngọt đặc trưng của ẩm thực Thái Lan. Dù đã đến được chế biến cho hợp khẩu vị của người Việt nhưng bún Thái vẫn không thể thiếu được gói gia vị dùng để nấu bún, lẩu Thái, tạo nên một hương vị đặc trưng riêng biệt. Bún Thái với những con tôm đỏ chín tươi, thịt bò, mực ống cùng nước lèo đậm có màu vị chua cay và hơi nồng. Bên cạnh đó là rau muống, bắp chuối được trần chín và cho vào chung với các nguyên liệu khác. Bên trên được rắc thêm một ít hành tiêu và tiêu cho dậy mùi thơm. Chỉ dừng ở đó thôi cũng đủ sức hấp dẫn cho những thực khách chót yêu món lẩu tôm Yum nổi tiếng. Muốn thưởng thức món bún Thái này, bạn có thể đến với quán ngay đầu cổng chợ Hồ Thị Kỷ, bán từ lúc 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều.